Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải với Duy cũng canh cái top 3 là lấy phi phong anh em. Nên là chiếc bờ đơn đã nhận lên top 2 rồi. Nên là hai anh em một trong hai người có thôi. Và cái phi phong này thì Khải nhận được, Khải sẽ tặng lại cho Duy nha. Khải lấy top 3, Khải tặng lại cho Duy. Rồi, ở video này thì Khải sẽ sơ đồ cao thủ phi trịch anh em xem nha. Ai đường môn khá là khủng ở bang của Khải nha mọi người. Đã anh em cùng xem qua. Ở trong trận đấu này thì đánh được 69 mạng và chết 36 lần và nợ sơ 36. Anh em cùng xem xét đồ nha anh em ơi. Tại vì nhiều anh em chưa biết ảnh phi trịch đồ đạc ra sao á, thì đây Khải soi anh em xem. Tính sơ qua thì ảnh này đang có sở hữu cho mình 3 kỹ năng vốn có anh em. Từ phi phong 1 cấp này, rồi cái dòng vòng chân trên đầu 2 cấp nữa là 3 cấp. Đó, hiện tại ảnh này đang sở hữu cho mình 3 cấp kỹ năng vốn có. Và đang sở hữu cho mình một set bằng mát ộp anh em. Một set bằng mát ộp này, 20 này, 29 này, 26 này, 27 đó. Nói chung là được gia truyền mát ộp. Còn lại mấy món này gọi là tầm trung anh em. Trong set đồ này thì anh mua 10 anh mua luôn ạc chứ. Anh mua luôn ạc với đồ, tất cả ạc với đồ này thì chưa tính con ngựa thì đã 15 triệu rồi anh em. Con ngựa này nữa là 5 triệu nữa thì tính là ạc này tổng chi phí hơn 20 triệu nha mọi người. Ạc này tổng chi phí cả đồ đạc hết là hơn 20 triệu nha mọi người. Đó. Thấy chưa? Anh em còn xem set đồ này, đó set đồng bàn này. Set đồng bàn thì ở tại hiện tại server này thì set đồng bàn này tầm khoảng tầm 10 đến 12 triệu nha. 10 đến 12 triệu. Con ngựa này 4 triệu rưỡi, con ngựa này của anh Mão bán lại này. 4 triệu rưỡi là tính ra là 16 triệu rưỡi đi. Rồi còn những món còn lại khoảng tầm 4 triệu nữa nè. Đây, bao tay là 6 dòng này, đẹp chưa? 25-20, thông pháp 18. Rồi nón này, 23-20, thông pháp 14. Đó, áo 540. Áo này thì chỉ lấy hiệu ứng 540 thôi. Đỡ đặt móc 80 chậm này nè. Đó, 80 chậm này, thấy cho đẹp không? Rồi chón nè, từ kháng họ 15 và đai 40. Và dây kháng họ 17 và chón 40. Nói chung một set đồ này quá đẹp, mắt pin luôn nè. Đường môn mắt pin luôn em ơi. Mắt pin luôn em ơi. Mắt 80 chậm là mắt 80 chón. Đó anh em thấy chắc chưa. Hiện tại đang đi với một cái cây nỏ 44-61. Cái nỏ này chắc khoảng tầm 3-5 kim nè. Cái nỏ này khoảng tầm 300.000-400.000. Hồi đầu server á, cái nỏ này thì nó chỉ giá còn hơn 1-2 triệu nè. 1-2 triệu một cây á. Tại vì chỉ có cái tóc, không có tóc chứ, chỉ có sát thương với lại 61% thôi. Đó là cây này hồi xưa nói vào đầu server. Cây này vị trí ít nhất phải 2-3 triệu nè. Nhưng mà tầm này thì nó khoảng tầm 3-400.000 thôi nè. 5-7 kim thôi. Đó. Này, nón này chắc hơn 1 triệu này. Bao tay này hơn 1 triệu này. Còn đai dây này bèo bèo cũng 5-700 nghìn. Đai lưng này cũng vậy nè. Nói chung là tổng set đồ này thì tính luôn sơ qua anh em xem thì như Khải nói thì hơn 20 triệu nè. Đó, set đồ ăn bang này. Rồi con ngựa này nữa là cộng hơn 20 triệu đó. Chưa tính nạc nha nè, chưa tính nạc đấy. Nếu tính nạc nữa thì ạc này nữa hạng 17 nữa thì đầu tư này nọ thì tổng cả ạc nữa thì set đồ này với ạc thì hơn 25 triệu Việt Nam đồng nè. Hơn 25 triệu Việt Nam đồng nè. Tại vì tính thêm ạc nữa đi. À tầm này khoảng 3 triệu, 2 triệu quay đầu nữa đi. Thì khoảng 22 đến 23 triệu. Đó. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Phi Trịch cũng như Duy Khải Gaming một like và chia sẻ ủng hộ video nha em ơi. Ở video này Khải được top 3 thôi. 61 mạng và farm được sơ. Rồi. Đừng quên ủng hộ mạnh một like chia sẻ nha em. Và Duy Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em thích soi cầu thủ nào cứ comment ở dưới nha em ơi. Khi nào có dịp sâu trận tổng kim, nếu mà Khải có dịp gặp trong này thì Khải sẽ cho anh em soi cho anh em xem set đồ của người khác nha.